Từ bình thường là DBG đâu phải dễ gì mà đứng được một bàn, qua bàn này chào, qua bàn kia chào. Còn nhỏ này nó cứ đứng một cái bàn em mà đứng đối diện, nói chuyện là cũng hơi vui. Bây giờ nói câu kìa, anh nhậu đây là đúng bài rồi. Anh nhậu đây xong rồi qua bên kia là hát karaoke, hát karaoke đối diện nữa là có tiệm massage, massage xong kế bên nó có tiệm thuốc tây, rồi kế bên nó có khách sạn. Mà thiệt em nói thiệt vậy, mà không biết sao mà cái đường đó nó bố trí là có đầy đủ các tiệm nó như vậy luôn. Từ A tới Z đó, dạ, đúng không? Có nghĩa là vô khách sạn. Dịch vụ là từ A tới Z luôn, thì từ đó. A tới Á luôn. Có giống như vườn ao chuồng á, một dòng khép kín luôn, kính đó, khép kín. Bé này nói chuyện rất là vui, mà tửng vui vui nó lại hợp gu. Như vậy ấn tượng đầu tiên của chồng với vợ là bé này dễ thương, vui vẻ và hợp tính cách với mình. Rồi còn ấn tượng của bé vợ với bé chồng thì sao? Lần đầu tiên gặp mà nhìn đẹp trai lắm anh. Đẹp trai lắm, da dẻ mướt. Là em cố tình em đứng em lạng qua lạng lại để cho đại khái là mình muốn làm một cái điểm chú ý cho anh, đúng không? Dạ, thì em thấy dễ thương thì em muốn bắt chuyện vậy thôi. Chăm sóc đặc biệt luôn, không riêng bạn khác, chỉ một mình ảnh mà thôi. Như vậy là ấn tượng đầu tiên của các bạn dành cho đối phương là cảm tình, đều có cảm tình, hai người đều có gọi là hơi sớm xét ái tình với nhau. Quan trọng đêm đó em có đi qua tiệm nước tây và em đi khách sạn không? Thế là lúc đó là em mới rủ vợ em, rồi tí nữa xong rồi rảnh không đi hát karaoke, xong kêu vậy tí nữa đi, tức là xin số. Hết trận đấu là bữa đó trúng hên quá, Việt Nam thắng Malay nữa. Bây giờ em nó nghỉ xong là em chạy qua em đón, em chở qua karaoke. Thì lúc đầu nghe bé kêu rủ đi karaoke, chắc tưởng bé này chứ cũng hát cũng được, giọng cũng ok. Trời ơi, chở tới xong nó vô nát hết hồn luôn. Hay không? Dạ. Hay không? Dạ hay rớt ghế em. Dạ hay rớt ghế em. Hát như là hay rớt ghế luôn à? Dạ đúng rồi. Trong đầu chắc nghĩ chọn bé này xinh quá. Hay lắm đúng hát không? Được này kia, giọng truyền cảm được này kia. Do lúc mà ngồi nói chuyện em nghe bé vợ em nó là nói chuyện giọng cũng thanh lắm. Nhưng mà cuối cùng lên hát là chua. Rồi ổng sao ơi, ổng hát hay không? Ổng chê người ta? Dạ hát hay lắm cô. Vậy đó hả? Dạ. Vậy thì mình thua rồi. Đúng không? Cho anh hỏi, vô hát chung nhau có cả cả tay chân được hơi hơi thôi. Lúc đó hơi hơi thôi chứ cũng chưa, cũng còn ngại lắm. Rồi xong tăng 2 có đi tăng 3 nữa không? Dạ có, tăng 3 là đi ra Bùi Viện. Nhưng mà tăng 3 là gì vậy chị? 3. Chưa biết bởi phải hỏi sao tăng 3 sao nào, kể nghe ra đi Bùi Viện làm gì nè. Bắt đầu là bé vợ em là như là ngấm rồi, uống cũng tê rồi. Là bắt đầu là lòi ra, trời bà quậy, bà nghịch. Là lúc đó bé vợ bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó là em 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cách đây 3 năm nữa. Ôi là con nít lắm. Uống vô rồi á, hung màu nào cũng hay. Stada, tập đoàn dược phẩm Đức đồng hành cùng Sức Khỏe Việt. Dạ mời hãy em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thịnh. Em tên là Hưng, em bên kinh doanh máy móc. Em năm nay 34 tuổi. Máy móc mà máy gì vậy? Dạ máy làm nội thất nè, máy chế biến gỗ. Hay quá. Hai giờ tới em. Dạ em chào anh Quốc Thịnh và em chào chị Hồng Vân. Em tên là Thư, em 25 tuổi, trợ lý với kế toán của anh Hưng. Nói chung là ông giám đốc với lại cô trợ lý em bói coi họ gặp nhau trong tình trạng như thế nào. Cô này của gia đình của cổ làm nhà, nên là nhà cổ thì rất là thích gỗ, cho nên là lên trên mạng và đã tìm được một cái người, một cái công ty uy tín, đó là công ty của Hưng, là mời Hưng tới làm. Tới làm một thời gian thì cha mẹ thích quá mới gả gái mình cho Hưng, đúng không? Em đừng trả lời, chị nói sai là sai hoàn toàn. Cái này người ta là máy móc, người ta sơ chế gỗ để người ta ra nội thất. Không ai xây nhà mà đưa máy móc sơ chế đến để mà làm đồ nội thất tại nhà. Sai đúng không? Dạ. Thôi chị hỏi chị, cái cơ duyên nào mà các em gặp nhau và ấn tượng gì về nhau? Cái đó là hôm ngày 16 tháng 11 năm 2018. Nhớ kỹ là... quá. Chà, cái bữa đó là ấn tượng anh nè. Cái bữa đó là Việt Nam đá với Malaysia. Là em mới đi coi đá banh. Bữa đó là vợ em làm sự kiện đó, quảng bá bia đó, tiết bia đó. BC đó không? Dạ đúng rồi. Tính em là hay bữa nay em mặc vest này chứ. Bình thường là em mặc cái quần đùi giao thông em đi không à. Dạ, xong bữa đó vô thì tự nhiên là bé vợ của em á, là không biết sao là từ bình thường là DBG đâu phải dễ gì mà đứng được một bàn, qua bàn này chào, qua bàn kia chào. Còn nhỏ này nó cứ đứng một cái bàn em mà đứng đối diện, nói chuyện là cũng hơi vui. Bây giờ nói câu kìa, anh nhậu đây là đúng bài rồi. Anh nhậu đây xong rồi qua bên kia
là hát karaoke, hát karaoke đối diện nữa là có tiệm massage, massage xong kế bên nó có tiệm thuốc tây, rồi kế bên nó có khách sạn. Mà thiệt em nói thiệt vậy mà không biết sao mà cái đường đó nó bố trí là có đầy đủ các tiệm như vậy luôn. Từ A tới Z đó, dạ, đúng không? Nó nghĩa là vô khách sạn. Dịch vụ là từ A tới Z luôn, thì từ A tới Á luôn. À, giống như vườn ao chuồng á, một vòng khép kín luôn. Kính đó, khép kín rồi. Bé thì nói chuyện rất là vui, mà tưởng tưởng vui vui nó lại hộp ru. Như vậy ấn tượng đầu tiên của chồng với vợ là bé này dễ thương, dạ, vui vẻ và dạ, hợp tính cách với mình. Dạ. Rồi còn ấn tượng của bé vợ với bé chồng thì sao? Lần đầu tiên gặp mà nhìn đẹp trai lắm anh. Dạ, đẹp trai lắm, da dẻ mướt. Mướt dạ. Là em cố tình em đứng em lạng qua lạng lại để cho đại khái là mình muốn làm một cái điểm chú ý cho anh đúng không? Dạ, thì em thấy dễ thương thì em muốn bắt chuyện vậy thôi. Chăm sóc dạ, đặc biệt luôn, không riêng dạ, bạn khác, chỉ một mình ảnh mà thôi. Dạ. Như vậy là ấn tượng đầu tiên của các bạn dành cho đối phương là cảm tình, là đều có cảm tình. Hai người đều có gọi là hơi sớm xét ái tình với nhau. Quan trọng đêm đó em có đi qua tiệm nước tây và em đi khách sạn không? Thế là lúc đó là em mới rủ vợ em, rồi tí nữa xong rồi rảnh không đi hát karaoke, xong kêu dễ tí nữa đi, tức là xin số hết trận đấu là bữa đó trúng hên quá, Việt Nam thắng Malaysia nữa. Bây giờ em nó nghỉ xong là em chạy qua em đón, em chở qua karaoke. Thì lúc đầu nghe bé kêu rủ đi karaoke, chắc tưởng bé này chỉ cũng hát cũng được, giọng cũng ok. Trời ơi, chở tới xong nó vô hát hết hồn luôn. Hay không? Dạ. Hay không? Dạ hay rớt ghê em. Dạ hay rớt ghê em. Hát coi như là hay rớt ghê luôn à? Dạ đúng rồi. Trong đầu chắc nghĩ chọn bé này xinh quá. Dạ, hay lắm đúng hát không? Được này kia, giọng truyền cảm đồ này kia. Do lúc mà ngồi nói chuyện em nghe bé vợ em nó là nói chuyện giọng cũng thanh lắm. Dạ, nhưng mà cuối cùng lên hát là chua. Rồi ổng sao ơi, ổng hát hay không? Ổng chê người ta? Dạ, hát hay lắm cô. Vậy đó hả? Dạ. Vậy thì mình thua rồi. Đúng không? Cho anh hỏi, vô hát, hát chung với nhau có cả cả tay chân nữa. Hơi hơi thôi. Lúc đó hơi hơi thôi chứ cũng chưa, cũng còn ngại lắm. Rồi xong tăng 2 có đi tăng 3 nữa không? Dạ có. Tăng 3 là đi ra Bùi Viện. Ủa nhưng mà dạ, tăng 3 là gì vậy? Chị chưa biết. Phải hỏi. Sao tăng 3 sao nào? Kể nghe ra đi Bùi Viện làm gì nè. Bắt đầu là bé vợ em là như là ngấm ngấm rồi, uống cũng tê tê rồi. Là bắt đầu là lòi ra, trời bà quậy, bà nghịch. Là lúc đó bé vợ bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó là em 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp cách đây xong. 3 năm nữa. Dạ. Ủa là con nít lắm. Uống vô rồi á, hung màu nào cũng hay. Gạo mầm Vidigaba chứa hàm lượng hợp chất GABA cao gấp 6 đến 10 lần gạo nếp. GABA là loại axit amin ưu việt giúp ổn định đường huyết, huyết áp, giảm stress và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đã chứng nhận lâm sàng từ Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế Việt Nam. Gạo mầm Vidigaba gieo sức khỏe, gặt yêu thương. Hai bạn này là giống như là trời gọi là sanh ra để dành cho nhau. Nó không có ai mà lần đầu tiên mà gặp mà cuốn nhau tới cái mức như vậy dạ, luôn, đúng không? Dạ, nào giờ em cũng có tin tình yêu sét đánh đâu. Nhưng mà đúng gặp ảnh là mình cảm giác mình sao tim mình cũng ngừng đập luôn vậy. Đúng rồi, tối đó là ai đưa ai về, có xỉn, có ai xỉn trước? Chắc là em dạ, quá. Có đi tận bốn luôn không? Dạ không, em thì em ở Tích Hóc Môn lận, vợ em thì bên Bình Thạnh. Em mới chở vợ em về, em chạy về Hóc Môn. Chạy về chắc thay đồ đi làm luôn em. Bằng mua chuyện đầu nhất mà chở về Bình Thạnh rồi mới chạy về Hóc Môn nữa. Dạ. Qua sáng qua hôm sau như nào? Cái tình cảm nó vẫn còn. Chuyện tình là tiếp hôm sau là dạ, có đi chơi nữa không? Dạ, dạ có, qua sáng hôm sau là em nhắn tin cho ổng liền, coi là ổng còn nhớ mình không hay là ổng quên rồi. Ổng không có nhắn, không muốn trả lời em, là em cũng hơi bực mình rồi đó. Ủa tại sao vậy? Sáng đó là em việc nó nhiều quá, em ít khi nhắn tin lắm, gọi điện nói chuyện cho xong rồi nhắn tin nó mệt hết luôn. Tầm cỡ chiều em mới gọi lại, mới rủ đi ăn, xong em từ nhà em chạy qua Bình Thạnh lần thứ hai. Hóc Môn là dạ, lại Hóc Môn chạy lên Bình Thạnh chở dạ, đi ăn nữa. Đi ăn dạ, từ mấy giờ về? Bữa đó đi ăn tầm khoảng 11 giờ là về rồi. Đi chỉ đi ăn thôi à. Em thấy sức mạnh tình yêu không? Từ đêm hôm trước là có gần như không ngủ rồi đó. Đi làm cực khổ vậy đó, rồi cái chiều cái đi ăn tới 11 giờ. Đó là mình đi ăn cua đúng không anh? Hai vợ chồng đi ăn cua, tưởng đâu là ăn ít, em kêu ra hai con cua mà mình vợ em là dứt hết luôn. Em mới dẫn ra cái quán mà quán cóc ở lề đường đó. Lề đường. Dạ, kêu hai con cua là con vợ em là hai cái tay là nó bung lụa mà luôn. Mà cua to lắm nha chị, tại cái tính kêu ra là mỗi người một con, vậy mà em cũng ăn hết luôn. Em tưởng ông không ăn, em sợ bỏ uổng, thôi em gái em ăn luôn. Ngủ cái là đi liền. Nghiện thì có thể cai chứ mà mê trai thì đầu thai hết rồi. Bởi vì mê cho nên là em chỉ còn mở lời là đi liền. Được đó là em mới rủ chơi thôi. Anh chuẩn bị có công tác ở Tây Nguyên nè. Em đi với anh không? Đồng ý liền. Mới hỏi em là đi mấy ngày, em kêu đi tầm 3-4 ngày về. Giờ em mới hỏi là khi nào mới đi, em kêu là
bây giờ anh từ nhà anh chạy qua này, em sắp xếp chuẩn bị đi là anh với em đi luôn. Là khoảng một tiếng thôi, em từ nhà em chạy qua là đi xong luôn. Xong hết rồi. Là bà chuẩn bị xong hết luôn. Thì anh nói đi 3-4 ngày mà mình đâu phải chuẩn bị gì nhiều đâu. Thì em cũng chỉ mang khoảng 3-4-5 bộ đồ là xong thôi. Nhưng mà chuyến đi vui không? Em ở với ai? Ở với ba mẹ? Dạ em ở với ba mẹ. Em phải nghĩ đủ cấp để nói xạo. Không có gì mà ngăn cản được tình yêu hết trơn á. Khi mà người ta yêu thật lòng đúng không cưng? Dạ. Chuyến nó đi vui không nè? Dạ, dạ vui. Em tưởng đâu đi 3-4 ngày. Nhưng mà không ngờ là 3 x 4 = 12 ngày. Nhưng mà không ngờ là 3 x 4 = 12 ngày. Nửa tháng luôn. Đi nửa tháng luôn. Dạ. Đâu có đủ đồ quần áo đâu anh. Đi tới đâu là mua đồ tới đó. Lúc đi thì có 3-4 bộ đồ thôi. Lúc về là 10-20 bộ. Sao nói vậy nè, sao chứ đi đâu về mẹ la dữ không? Trời ơi, mẹ em không có nhìn mặt em luôn á. Nhưng mà mẹ biết là đi với trai dạ, không? Thì mẹ biết đi với ảnh. Nhưng mà ý là mẹ cũng nói là thôi giờ mà nếu như mà thích nhau như vậy thì mẹ cũng cho phép đến với nhau. Ba em thì cũng mất được 5 năm rồi. Em cũng còn ông nội. Thì thôi em dẫn ảnh về ra mắt ông nội em. Sau khi về Sài Gòn rồi á thì làm sao mà coi như gặp nhau mỗi ngày không? Về Sài Gòn rồi là tiếp tục là hành trình là bỏ nhà theo trai nữa. Sao đâu? Dạ, sao? Qua nhà em. Nhưng mà nó giấu với mẹ là kêu đi công tác ở Cần Thơ. Xui là bữa đó là mẹ biết được xài điện thoại á, mà có iCloud á. Cái đăng nhập vô là lòi ra cái định vị. Cuối cùng định vị nhà em chứ không phải Cần Thơ. Tức là tối đó là mẹ em gọi vợ em. Lúc đó 2 giờ sáng rồi. Trong đó là sáng hôm sau là nhà bạn của vợ em là tăng gia nhà. Là để 2 vợ chồng em là sẽ đi xuống Vũng Tàu để tăng gia nhà của bạn vợ em. Thế là 2 giờ sáng em chở vợ em về nhà mẹ vợ em, vợ em lên nhà ngủ, còn em thì đậu chiếc xe trước nhà ngủ, ngủ đợi tới sáng luôn. Dạ. Đợi tới sáng đi. Trời, lãng mạn ghê luôn, tình yêu của hai đứa này quá lãng mạn. Mà lúc em quen với bạn này á, với bạn chồng có bạn gái chưa hay là bạn chồng đang free? Có bạn gái chị. Đang quen mà ổng vẫn còn có bạn gái. Không, lúc đó là em đã chia tay rồi. Em đã quyết tâm là em chia tay rồi, em không quen nữa. Nhưng mà có khi nào mà phát hiện ra ông này ổng còn liên quan tới bạn gái cũ không? Dạ, có lần em gọi video á anh. Là em thấy hả, trong phòng của ổng có đồ đạc phụ nữ cũng còn quá trời à. Thì lúc đó em mới biết á, chị đó chị cũng chưa dọn đi. Ảnh cam đoan là chia tay rồi. Chị đó cũng về quê luôn rồi, nhưng mà chưa dọn đồ đi thôi. Tụi em quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ chắc 1 tháng quá. Cũng lâu à? Lâu chứ. 1 tháng là có 30 ngày. Lắm á. Quen nhau 1 tháng mà hết nửa tháng là ở tỉnh rồi. Còn có 15 ngày ở Sài Gòn thôi. Mấy ngày là ở không không nữa. Như vậy là tụi em lấy nhau cũng 3 năm hả? Dạ. Năm nay là bước qua năm thứ 3. Dạ, đúng. Em có em bé chưa? Dạ em 2 bé. 2 bé. 2 bé. Dạ. Vậy là cưới xong là đẻ luôn đó phải không? Dạ. Gặp nhau là cuối 2018. Cưới là đầu năm 2019. Đứa thứ nhất là tháng 11/2019. 19. Còn đứa thứ hai là tháng 12/2020. Cách năm năm một á. Ừ. Dạ. Năm một á thì giống em thôi. Ủa, em hả? Giống nhà em thôi. Không có, em là 2 năm. Mà em sinh có dễ không? Nhắc tới cái chuyện sinh. Kể đi, kể đi. Sinh đứa lớn á là sinh ở Mekong, bệnh viện Mekong. Trên này. Dạ. Còn sinh đứa nhỏ là được đó, là vợ em mang bầu được 8 tháng rồi. Vợ em mới sinh cho em cho đi em chơi một chơi. Chuyến đi. Rồi em sẽ về nhà, em nghĩ em không có đòi đi chơi nữa. Em cũng làm một chuyến giống như đợt trước em quen đó. Hai vợ chồng em đi Đà Lạt, xong em về quê, cháu quê của em đám cưới. Là ăn đám cưới xong là sáng hôm sau là chuẩn bị em đi ra Đà Nẵng nữa. Chiều hôm đó bắt đầu là vợ em bắt đầu nó hơi gỡ dạ rồi. Mà ở quê em tới cái phòng khám ở quê á, siêu âm nè, người ta coi thì nó kêu là chỉ bị là động thai thôi. Dạ. Nhau nó bị ấy thôi. Tức là em cũng tin tưởng, em cũng về tới tối đó là tầm khoảng 12 giờ đêm, vợ em bắt đầu kêu là anh ơi em đau lưng quá. Từ 12 giờ mà tầm khoảng 2 giờ vợ em cũng kêu là anh ơi chết rồi, không được rồi, đau lưng quá mà sắp đẻ rồi, anh ơi em coi tranh thủ đi. Thế là 2 giờ đêm nữa, mà lúc đó đang ở quê em đó, trời đất bữa đó cúp điện đó, em mới lật đật là hai vợ chồng em là ra xe chạy chở đi bệnh viện. Trên đường đi là lúc đó em cũng chủ quan là xe của em đáng lẽ ngày mai đi Đà Nẵng thì em cũng không đổ xăng nữa, hết xăng. Xe gần hết xăng, em chạy 2 giờ đêm rồi có mấy cây xăng nó cũng đóng cửa hết, em mới chạy kiếm cây xăng để em đổ. Em đổ xong rồi là em chạy ra chỗ bệnh viện, qua một cái đoạn đèo vắng, vợ em mới kêu anh ơi không được rồi, không kịp rồi, con sắp nó sắp lòi ra rồi. Anh ơi con sắp lòi ra rồi. Anh ơi tấp xuống không được rồi. Em ơi kêu thôi từ từ đã, bởi vì cái đoạn đèo nó cua á, em không dám đậu. Đậu cho nên nó đêm nó nguy hiểm á, nhiều lúc xe phía sau nói. Em kêu thôi đợi anh xíu, anh chạy một đoạn nữa, sáng sáng xíu rồi đậu. Chạy một đoạn em mới đậu lại. Vợ em cũng hối nữa. Anh ơi nhanh gấp coi
coi đỡ con sắp rớt ra rồi, rất là căng thẳng. Mình bây giờ trong đầu mình lúc đọc rất là nhiều tin đó là sinh con mà không có bác sĩ này kia nó dễ bị quấn hay là dễ bị ảnh hưởng tới mẹ đứa con á. Em cũng hồi hộp lắm, xong rồi là em mới đậu xe xuống, em mới qua vợ em lúc quýnh á, xong hồi em ráng tập trung lại. Vợ em bỡ ối, vợ em tưởng là sinh rồi, vợ em mới kêu con ra cho anh. Kêu, chưa em ráng đi, em ráng xíu nữa, tầm khoảng 2-3 phút đó, là con là em bé mới nó ra ra là em đỡ đẻ luôn. Ra là em đỡ đẻ luôn. Em sinh nó trên xe luôn á. Rồi vậy đúng sao? Ừ đó chị em đang hỏi đó. Xong rồi vợ em là mới ngồi cái phụ đó. Là em sinh ra xong đó là em bế con em đặt lên người mẹ, người vợ. Và em xong em mới chở tới bệnh viện. Tức là đến bệnh viện tới bệnh viện cấp cứu. Chứ còn đó từ đó tới bệnh viện còn khoảng 5 cây số thôi. Nhưng mà không có kịp. Không có kịp nữa là vợ em kêu thôi em đỡ đẻ luôn. Rồi xong rồi lúc đó là đến nhà thương rồi đưa lên xe cán rồi đưa mẹ với con vô cắt. Dạ, vô cắt rúng. Rồi trời ơi, nó giống ông y chang luôn. Sau này là nó lớn lên, nó coi lại cái này á, nó nghe ba nó kể á, coi như là quý, một tư liệu quá trời quý luôn. Hay quá, câu chuyện quá hay. Dạ, cái điều mà em tiếc nuối nhất là em không có chụp được một tấm hình ngay cái khoảnh khắc đó. Lúc đó hai vợ lo đẻ, một ông lo đỡ lấy ai mà chụp. Phải lúc đó con Bin đó là làm cái ngừng TikTok luôn rồi. Phải, chị mà nó sáng chút xíu á, có xe đi ngang á, cái ánh dẫn lại chụp. Cái kỷ niệm này là quá tuyệt vời rồi. Rồi bây giờ tới cái phần gọi là khui tật xấu. Coi chương trình này rồi đúng không? Dạ. Phần này hấp dẫn lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ ai khui trước đây? Thôi cho vợ em thôi, chắc em nói trước đi. Thì cần cưới ảnh thì cũng là một may mắn của em. Đây không... là khui tật xấu chứ không phải thì nói trước. Người ta khui trước đi rồi xong mình ta nói chắc xấu là sao? Kiếm tật xấu của ảnh cũng khó. Ba mấy rồi, U40 rồi mà ham chơi, ăn nhậu mà phải đi 3-4 tăng mới chịu về. Đi chơi là phải hết ga hết số mới về. 2-3 giờ mới về. Có hôm mà em ngủ mấy giấc rồi, cửa mở cái ra thấy hả ảnh về, ảnh vừa về gà gáy luôn, ảnh vừa về gà gáy luôn, 4 giờ sáng. Trời đi dữ lắm, lấy tăng luôn. Dạ. Em có stress những lần như vậy không? Cái thời gian mà sinh em bé sau, em bé thứ hai mới stress. Stress về cái việc mà ảnh đi nhậu đêm vậy gì? Dạ đúng không? Rồi, ảnh hay đi nhậu quá. Bao lâu thì em mới lấy được cân bằng? Bây giờ lấy lại được chưa? Dạ bây giờ lấy lại được. Chưa được cân bằng thì cứ nói để cho chồng biết nghe, đừng có giấu nghe. Nhưng mà sở dĩ hết là do ảnh thay đổi hay là do? Dạ do ảnh thay đổi, cũng hạn chế rồi. Với lại đi nhậu thì cũng một tăng. Em không biết là do là tự muốn một tăng hay là do dịch này nó đâu có mở cửa mấy cái kia đâu. Đúng rồi. Sao nữa? Xấu gì nữa nè? Dạ hút thuốc nhiều quá thì nó nhỏ không đâu. Căng thẳng rồi em ra em làm điếu thôi chứ không phải là một ngày em đốt liên lìa. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Dạ chắc không đâu. Em mong muốn là anh không có đi nhậu khuya nữa, còn hạn chế hút thuốc nữa. Rồi giờ tới em, thật xấu cô ấy. Mua sắm quần áo mà cứ thấy cái mẫu gì mới á là mua về để treo tủ ngắm như thôi. Một số đồ thì chị mua về để tem mặt chưa xé luôn mà cứ chuẩn bị ra cái mẫu mới. Anh ơi cho em mua đồ, anh em thích cái đầm này như cái này, hôm nay em có cơ hội mặc. Cái này là em cũng mua luôn. Dạ đồ của em mua mấy tháng rồi treo, bây giờ mới có cơ hội mặc. Xong về chắc treo tiếp. Cái này cũng phải là tật xấu. Lúc đầu em cứ nghĩ là vợ em sẽ giống là phụ nữ, là cũng mình đàn ông mà mình lo công việc thì phụ nữ phải lo việc nhà việc kia. Nó quen em hỏi vợ em á là em có biết nấu ăn không? Em biết, em có biết. Bà biết đúng 2 món. Một là canh cải thìa, thứ hai nữa là thịt bò xào bông cải. Có bữa em kêu chiên cá, chị tên đâu? Bà mặc áo mưa. Áo chùm nó. Áo chùm áo mưa. Rồi bà che mặt lại, bà đứng bà chiên bà né nè. Em là thích nấu ăn, em người miền Trung á, em nấu theo cái vị của em á, nó quen rồi. Tự em đi chợ luôn, em mới thích ăn gì là mua về em ăn, em nấu em ăn rồi em kêu vợ em ra ăn. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì? Giờ thực sự là cái tuổi vợ em nó vậy rồi, kêu vợ em là sống người lớn hơn thì nó cần phải thời gian. Thì em nghĩ là cần phải thay đổi nhiều hơn về cái gia đình nhiều hơn. Đàn ông mình ra ngoài mình kiếm tiền hay này kia thì phụ nữ cái là cái chỗ dựa để mình lúc nào mình cũng yên tâm, không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng mà từ vợ em mới 25 tuổi rồi, cái tuổi vợ em nó vậy cho nên em chứ nghĩ chắc từ mỗi năm vợ em nó thay đổi một ít. Thực sự mà nói là vợ em hy sinh rất là nhiều á, tại vì chị còn nhớ bản thân chị lúc 25 tuổi đó, chị còn yêu đời, chị còn tự do thoải mái. Tới 28 tuổi là lúc đó là chị mới ràng buộc trong chuyện gia đình. 25 tuổi mà vợ em đã 2 đứa con như thế này, sống ở nhà mà lo cho 2 đứa nhỏ không thì thực sự là vợ em hy sinh rất là nhiều.